Chào mừng anh em đến với bản tin ngày 20 tháng 8 của bóng đá 24h.vn. Trước khi bước vào video, anh em nhớ like, share và subscribe cho bọn mình nhé. Lyon mới là đội sở hữu cơ hội ngon ăn đầu tiên ở phút thứ tư, nhưng Depay đã không thể thắng được Neuer ở tình huống đối mặt. Phút 18, Gnabry nhận bóng từ Kimmich trước khi thả sung hữu đột trong vòng vây các hậu vệ Lyon và tung ra cú sút trái phá, hạ gục hoàn toàn thủ môn Anthony Lopez, mở tỷ số cho Bayern. Lyon chưa kịp đáp trả thì họ lại phải hứng chịu thêm một bàn thua trước giờ nghỉ. Lần này vẫn là Gnabry, người lao vào đá bồi sau cú đệm bóng của Lewandowski. Và đến phút 88, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Lewandowski đã ghi bàn thắng thứ 15 của anh tại Champions League mùa này. Tỷ số chung cuộc được ấn định là 3-0. Thắng dễ dàng, Bayern sẽ bước vào chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain. Ở vòng tứ kết Europa League, Inter Milan đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, các Interisti đã không được tận hưởng niềm vui trọn vẹn bởi chấn thương của tiền đạo Alexis Sanchez. Cụ thể, ngôi sao 31 tuổi bị đau ở bắp chân phải và phải nghỉ thi đấu ở bán kết. Trong cuộc chạm trán với Shakhtar Donetsk, huấn luyện viên Antonio Conte đã gây bất ngờ khi điền tên Alexis Sanchez vào danh sách dự bị. Mặc dù vậy, cựu sao của Manchester United đã không được sử dụng dù chỉ một phút. Trên sân, bộ đôi Romelu Lukaku và Lautaro Martinez đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn, giúp cho Nerazzurri giành chiến thắng với tỷ số 5-0 và tiến vào trận đấu cuối cùng. Hiện tại, tình hình sức khỏe của Alexis Sanchez vẫn đang được các Interisti đặc biệt quan tâm. Sevilla, đối thủ của Inter Milan trong trận chung kết từng nhiều lần lên ngôi vô địch Europa League và có nhiều kinh nghiệm trong các trận chung kết. Vậy nên huấn luyện viên Antonio Conte rất cần Alexis Sanchez để san sẻ gánh nặng ghi bàn của Romelu Lukaku và Lautaro Martinez. Ngoài ra, tiền đạo người Chile cũng hiểu rất rõ đội bóng xứ Andalusia bởi trong quá khứ, anh từng có quãng thời gian khoác áo Barcelona và thi đấu ở La Liga. Mới đây, tin vui đã đến với các tifosi của Nerazzurri. Alexis Sanchez được nuốt trọn giáo án của huấn luyện viên Antonio Conte trong buổi tập gần nhất. Điều này cho thấy anh đã bình phục chấn thương và sẵn sàng cho cuộc chạm trán với Sevilla. Paris Saint-Germain đang khá lo lắng với viễn cảnh mất tiền đạo chủ lực Neymar ở trận chung kết Champions League sau khi anh này đổi áo đấu với một cầu thủ RB Leipzig ở trận đấu bán kết diễn ra rạng sáng ngày 19 tháng 8. Ở cuộc đối đầu vừa qua, PSG đã giành thắng lợi trước Leipzig. Khi hồi còi tan trận vang lên, Neymar đã đổi áo với Marcel Hasenberg. Điều này không hề xa lạ trong bóng đá đương đại, nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành nửa năm qua, chúng không hề được khuyến khích. UEFA thậm chí đã ban hành bộ quy tắc nghiêm ngặt về những điều nên và không nên làm để bảo vệ an toàn sức khỏe cho các thành viên câu lạc bộ. Tài liệu hướng dẫn này dài đến 31 trang, yêu cầu đầy đủ về việc xét nghiệm thường xuyên, bố trí khu vực an toàn cho cầu thủ, nhân viên câu lạc bộ và bộ phận truyền thông trong sân vận động. Hướng dẫn từ UEFA cũng chỉ ra rằng các cầu thủ được khuyến cáo không thực hiện việc trao đổi áo đấu. Tuy vậy, với các trường hợp lỡ vi phạm, UEFA cũng không đề cập hình phạt cụ thể cho người thực hiện. Một số cổ động viên PSG đang lo ngại Neymar có thể bị yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày và điều này có thể khiến anh lỡ hẹn trận chung kết Champions League vốn sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 24 tháng 8. Trang chủ câu lạc bộ Barcelona đã chính thức xác nhận Ronald Koeman đã trở thành huấn luyện viên mới của câu lạc bộ. Website câu lạc bộ Barcelona đã thông báo Barcelona và Ronald Koeman đã đạt được thỏa thuận để huấn luyện viên người Hà Lan tiếp quản vị trí huấn luyện viên đội 1 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Buổi ra mắt và họp báo công bố tân huấn luyện viên Barca sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay, ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương. Barcelona cũng đã điểm qua thành tích của Ronald Koeman khi còn thi đấu cho Barcelona. Câu lạc bộ nhấn mạnh Koeman chính là người hùng của Barcelona tại Wembley. Ông là người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết giúp cho Barcelona lần đầu tiên vô địch cúp C1 châu Âu năm 1992, bây giờ là Champions League. Koeman đã trải qua 6 năm thành công cùng Barcelona với tư cách cầu thủ, giành 4 La Liga. Với việc ký hợp đồng 2 năm với Barca, Koeman sẽ rời vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hà Lan hiện tại. Câu lạc bộ vẫn chưa xác nhận ai sẽ là trợ lý của huấn luyện viên Koeman, nhưng nhiều thông tin cho thấy cựu tiền đạo của Barca Henrik Larsson sẽ trở thành phó tướng cho Koeman. Kể từ khi chính thức tiếp quản Liverpool, có thể nói huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đưa hàng loạt ngôi sao bước ra ánh sáng. Điển hình như trường hợp của Andy Robertson, từ một cầu thủ trẻ ít ai biết tới, tài năng người Scotland giờ đây đang được đánh giá như một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất thế giới. Trên thực tế, bên cạnh Robertson, thời gian gần đây đã có khá nhiều cái tên nổi bật xuất hiện ở vị trí này. Phát biểu trên BT Sport, ngôi sao của Liverpool đã chỉ ra ba hậu vệ cánh trái hàng đầu hiện tại. Tôi nghĩ là Alphonso Davies, người đã đạt đến đẳng cấp thế giới, nhưng cậu ấy chỉ có thể tiến bộ hơn mà thôi. Nói về tình huống Davies loại bỏ hàng loạt cầu thủ của Barcelona để kiến tạo cho Joshua Kimmich, Robertson chia sẻ: "Thật không thể tin được, có lẽ 5 hoặc 6 cầu thủ đã bị loại bỏ với một pha bóng. Davies là một hiện tượng. Cả thế giới thích xem cậu ấy chơi bóng vào lúc này, và tôi thì cũng chẳng khác gì họ."
Ben Chilwell là một cầu thủ mà tôi thích xem ở Premier League. Tiếp đến là Jordi Alba, người có kinh nghiệm nhất trong số 3 cầu thủ mà tôi đã kể tên. Có thể thấy anh ấy sắp kết thúc sự nghiệp của mình, nhưng anh ấy đã có một sự nghiệp rất tuyệt vời. Alba và Marcelo có lẽ sẽ đưa vị trí hậu vệ cánh trái lên một tầm cao mới. Cụ thể, thủ môn người Costa Rica đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể trở lại thi đấu cho PSG trong trận chung kết sắp tới. Trước đó, Keylor Navas gặp chấn thương rách gân khuèo trong trận gặp Atalanta tại tứ kết. Chấn thương này đã khiến cho thủ thành sinh năm 1986 vắng mặt trong trận gặp Leipzig. Thay thế cho Keylor Navas, Sergio Rico đã hoàn thành nhiệm vụ khi giữ sạch lưới, giúp cho PSG giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và giành vé vào chung kết. Song đẳng cấp của Keylor Navas là điều không còn phải bàn cãi với kinh nghiệm dày dặn ở đấu trường Champions League. Anh từng cùng với Real Madrid trải qua 3 lần liên tiếp đăng quang tại đấu trường số 1 châu Âu ở cấp độ câu lạc bộ. Ngoài thủ môn người Costa Rica, PSG cũng đón tin vui từ Verratti, cầu thủ người Italia đã bình phục chấn thương và ra sân 7 phút cuối trong chiến thắng trước Leipzig vừa qua. Trước đó anh gặp chấn thương bắp chân trong một buổi tập trước thềm cuộc đối đầu với Atalanta ở tứ kết. Đối thủ của PSG tại chung kết Champions League sẽ được xác định ở trận bán kết còn lại giữa Bayern Munich và Lyon. Cavani đã rời PSG theo dạng chuyển nhượng tự do hè này và đang được liên hệ chuyển đến Benfica. Trước đó, ngôi sao người Uruguay có liên hệ cập bến Premier League, gần nhất là Man United và Chelsea hồi tháng 1. Cavani sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 2 và mong muốn nhận được mức lương cao ở bến đỗ tiếp theo. Nhưng Saha cho rằng Man United sẽ mắc sai lầm nếu như không chiêu mộ Cavani. Tôi nghĩ Man United sẽ sai lầm nếu như không chiêu mộ Edinson Cavani vào hè này. Tôi đã theo dõi cậu ấy trong nhiều năm và cảm thấy buồn khi ít đội bóng quan tâm đến Cavani. Với tôi, Cavani là một cầu thủ phù hợp với Man United hè này. Cavani có khả năng săn bàn tốt, khả năng chỉ huy của cậu ấy cũng là một tố chất tuyệt vời. Cậu ấy có những khả năng rất khó để tìm trên thị trường chuyển nhượng. Karl-Heinz Rummenigge khẳng định, đội bóng nước Đức sẵn sàng bán Thiago nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Cựu trung vệ của Arsenal Per Mertesacker tin tưởng, Thiago có thể hòa nhập với phong cách bóng đá tại Premier League. Anh chia sẻ với Goal và Spox: "Tôi có thể mường tượng được kịch bản Thiago gia nhập Liverpool, dù Jacob đang gặp vài vấn đề trục trặc. Anh ấy là tiền vệ hàng đầu thế giới, có thể thi đấu trong màu áo bất cứ đội bóng nào. Thiago sẽ không gặp vấn đề gì khi chơi bóng ở Anh, vì anh ấy đã được huấn luyện chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh ấy sẽ cần một chút thời gian để thích nghi, để chạy nhiều hơn. Thiago hứa hẹn đóng vai trò chính, trụ cột nơi hàng tiền vệ dù một số trận đấu đều có thể ngồi dự bị." Cựu ngôi sao Barcelona là chìa khóa giúp cho Bayern Munich mở toang hàng thủ của đối phương. Thiago luôn biết cách đặt đồng đội vào những vị trí thuận lợi để ghi bàn. Anh hứa hẹn mang đến sự bổ sung chất lượng, một làn gió mới mẻ cho khu vực trung tuyến Liverpool.